bộ quần lửng nha, quần lửng áo tay ngắn ha, cổ là cổ dây kéo, mình có thể mặc bẻ cổ áo xuống và mình kéo dây kéo một nửa như vậy cũng được, hoặc là mình kéo xuống luôn cũng được, hoặc là mình bẻ cổ áo lên, bẻ cổ áo lên thì nhìn nó phong cách hơn nha. Hoặc là giống như những khi mà trời lạnh mình hay kéo lên giữ ấm cổ, hoặc là đi nắng che nắng rất là tốt ha. Phía trước có hai cái, phía trước có cái túi to nè, túi như túi Doraemon vậy, mình để khẩu trang hay để đồ cũng rất là thoải mái nha, không mà không co giãn, rất là thật co giãn đúng chiều luôn nha. Mấy bạn mà 70-80 kg mặc căng ra thì cũng không sợ bị chật ha, rất là thoải mái. Hai bên vai là viền sọc nha, hai bên vai là đều có viền sọc ha. Phía trước là có cái logo tròn, cái quần cũng có logo luôn nha, logo và quần cũng có viền sọc luôn. Quần mà chiếc thun co giãn rất là thoải mái ha. Đùi mình 50 nè, mặc mấy bạn mà bạn đùi 70-80 mặc người vô tư thoải mái luôn nha. 70-80 kg mặc cái quần này là thoải mái luôn ha. Lưng mà lưng thun co giãn, đó, co giãn rất là thoải mái luôn. Em thì hơn 70 rồi, dương rất là nhiều luôn nha. Cái áo nó bo, nhưng mà bo không phải bo ôm sát đâu, cho nên các bạn yên tâm ha, nó chỉ bo nhẹ một tí thôi để cho cái phong áo mình nó đỡ bị suông, bị sụ xuống, nó mất cái đẹp của nó ha. Nó có bo vậy nhìn nó sẽ rất là thể thao luôn nha.